Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên một mặt hàng để giới thiệu anh em. Đợt này mình về được một cây rìu chiên chẻ củi của hàng Nhật Bãi, một cái mẫu rìu chất liệu làm bằng thép thủ công. Cái lòng dòng búa rìu này là cái dòng nó thiết kế chiên để chẻ củi, cho nên là nó có cái phần sống lưỡi nó cũng khá dày, và cái phần mép lưỡi nó vô gỗ nó cũng cũng nhỏ hơn so với cái dòng của phiên bản Mỹ. Thì cái dòng này thì bên Nhật nó thiết kế độc đáo hơn, thì tổng chiều dài của cái lưỡi búa thì nó dài là 20 phân nha anh em. Riêng cái phần sống của nó thì nó rộng nhất thì nó đạt được gần 5 phân, 4 phân, và cái phần nhỏ thì nó cỡ 2 phân. Thì cái dòng này là cái dòng thép thủ công, cho nên là nó có đặc tính nó ưu trội hơn cho với mấy cái thằng công nghiệp đó. Là cái thép này nó khá bền và nó rất là bén, càng mài nó càng bén, đặc biệt nó có tính nó dẻo dai, nên quá trình anh em có chặt vô chúng đá đất ấy, thì nó cũng không có mẻ lưỡi. Đó, thép thủ công của Nhật thì nó đẳng cấp hồi giờ rồi anh em cũng biết đó, cho nên cái thiết kế của mấy Nhật thì nó cũng độc đáo hơn, khác biệt hơn so nhiều so với mấy cái mẫu khác của mấy cái hãng khác. Đó, anh em xem cái lưỡi búa nó nhìn rất là chất lượng. Tổng chiều dài của cái cán từ đầu cán tới cái đầu búa là nó 65 phân nha anh em. Nó cũng rất thích hợp cho cái tay cầm, cỡ tay cầm của người Việt Nam mình đó. 65 phân cán công. À, những anh em nhỏ con thì sử dụng cái búa này là cũng vừa luôn. Vì cái trọng lượng của nó chỉ có 2,4 kg thôi. Đó. Nó rất là gọn trong cái cỡ người của Việt Nam mình. Dòng này thì nó chẻ thì bao bền, bao lực luôn. Chặt gỗ thì chẻ gỗ thì bao ngon. Thiết kế cái kiểu dẹp cao dần lên như thế này là nó gây tức gỗ rất là nhanh. À, này em xem nó viên một cái khối thép một cục như vậy đó. Mấy Nhật nó làm cái nào là chắc chắn cái đó. Thì mình bán cái mẫu búa chẻ củi của hàng Bãi này. À, với giá là chỉ có 600 ngàn, chưa phí vận chuyển cho anh em nào sưu tầm hoặc mua và sử dụng. Chỉ có một cây thôi nha anh em quan tâm cái mặt hàng này thì liên hệ mình. Đó. Rất là chất lượng. Cũng rẻ cho anh em mua và sử dụng nữa. Hàng này xài biết bao giờ nó hư. Cái lưỡi búa này nó thôi đó. Nó làm như kiểu dày chắc chắn như thế này thì biết bao giờ mà hư được cái lưỡi búa này. Rồi, anh em quan tâm cái mẫu này thì liên hệ bên phía mình. Xin cảm ơn anh em.